Đỗ Hùng Dũng, Việt Nam không bỏ cuộc dù còn 1% hy vọng. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng khẳng định anh và đồng đội muốn chơi một trận sống còn với Indonesia ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình ở lượt 4 vòng loại World Cup 2026. Trên sân Gelora Bung Karno hôm 21 tháng 3, Việt Nam thất bại 0-1 trước chủ nhà Indonesia, phải nhường vị trí nhì bảng F cho chính đối thủ này và rơi xuống thứ 3. Khoảng cách giữa hai đội lúc này là 1 điểm. Nếu không thắng trong trận tái đấu trên sân Mỹ Đình ngày mai, Việt Nam sẽ đối mặt nguy cơ lớn không thể lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Tại bảng đấu này, Iraq vượt trội, đang đứng đầu với 9 điểm và gần như chắc chắn giành một trong hai vé đi tiếp. Ghế của huấn luyện viên Philippe Troussier hiện nay cũng lung lay dữ dội, bởi trong hợp đồng, ông được Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao chỉ tiêu phải đưa đội nhà đi tiếp. Trận đấu ngày mai với Indonesia sẽ mang ý nghĩa sống còn với cả ban huấn luyện lẫn cầu thủ, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nói với VnExpress. Kết quả sẽ quyết định nhiều thứ, thậm chí tương lai của đội tuyển. Không thắng, chúng ta sẽ khó giành vé vào vòng loại thứ 3, đồng nghĩa với việc không có suất trực tiếp dự Asian Cup và thứ bậc đội tuyển trên bảng FIFA cũng tụt dốc, dẫn đến việc các giải đấu sau này rơi vào nhánh đấu khó hơn. Hùng Dũng cho biết, trận thua trên sân Bung Karno tuần trước khiến đội tuyển rơi vào trạng thái thất vọng, bởi các cầu thủ đã kỳ vọng rất nhiều vào một kết quả tốt. Trên chuyến bay từ Jakarta về Hà Nội, anh và đồng đội đều buồn bã, ít giao tiếp và không khí căng thẳng. Tuy nhiên, Hùng Dũng khẳng định mọi chuyện đã qua. Bóng đá có lúc thắng, lúc thua. Thua thì đương nhiên buồn, nhưng chúng tôi chỉ cần vài ngày là lấy lại cân bằng, anh cho biết. Chúng tôi không phải chiến đấu riêng cho bản thân, cho huấn luyện viên mà còn vì người hâm mộ. Vì màu cờ sắc áo. Khoác lên mình màu áo đội tuyển là điều thiêng liêng, là mơ ước của mọi cầu thủ. Vì vậy, khi vào sân, chúng tôi sẽ lại khát khao và chiến đấu hết sức. Hùng Dũng cũng cho rằng cơ hội để Việt Nam đi tiếp còn rất nhiều. Theo tiền vệ người Hà Nội, đội tuyển có 2 trận được chơi trên sân nhà tiếp Indonesia và Philippines. Nếu giành trọn vẹn 6 điểm, cánh cửa để vào vòng loại thứ 3 lại mở ra. Đánh bại Indonesia không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Đối thủ không mạnh hơn. Indonesia có một loạt cầu thủ nhập tịch châu Âu, thi đấu kinh nghiệm, bản lĩnh hơn và không bị cuốn như các cầu thủ nội địa của Indonesia. Tuy nhiên, về kỹ thuật chơi bóng, tốc độ và sức mạnh, họ không phải quá khủng khiếp. Chúng tôi từng đấu Nhật Bản hay Iraq, cầu thủ của họ nhanh và mạnh hơn hẳn, Hùng Dũng phân tích. Theo Hùng Dũng, trận thua ở lượt đi không đồng nghĩa với việc Việt Nam ở cửa dưới hẳn, mà chủ yếu do phải đi đá sân khách, thời tiết nắng nóng chưa kịp thích nghi cộng với một sai lầm hiếm hoi trong phòng ngự. Anh tin, với việc chuẩn bị thể lực tốt và sự cổ vũ của cổ động viên nhà, đội tuyển sẽ thể hiện khác. Về bàn thua từ pha ném biên mạnh của Pratama Arhan, Hùng Dũng cho biết trước trận anh và đồng đội đã tập luyện rất nhiều để chống tình huống kiểu thế này, nhưng chủ yếu là những quả ném ngang tầm khu vực 16m15. Ở tình huống dẫn tới bàn thua, Indonesia được ném biên ở vị trí xa hơn. Tuy nhiên, Pratama Arhan đã ăn gian, chạy vòng, lấn tới gần chục mét. Vì vậy, một số cầu thủ Việt Nam không kịp tụt xuống. Tôi đã phản ánh với trọng tài nhưng ông ấy không để ý, chỉ chú ý những gì xảy ra trong vòng cấm. Cũng tiếc, giá như Tuấn Tài hay Minh Trọng không phá lỗi thì mọi chuyện cũng không tệ, Hùng Dũng bày tỏ. Trong trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Troussier tiếp tục gây tranh cãi khi cất một loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm và đang có phong độ cao ở V-League trên băng ghế dự bị, như Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh. Khi được hỏi về vấn đề này, Hùng Dũng từ chối bình luận bởi quyết định nhân sự thuộc về huấn luyện viên trưởng, nhưng thừa nhận rằng các cầu thủ kinh nghiệm sẽ có tâm lý tốt hơn trong các trận đấu căng thẳng, giảm thiểu được tỷ lệ mắc sai sót. Indonesia hiện hơn Việt Nam 1 điểm, có thể sẽ chọn cách chơi phòng ngự ở Mỹ Đình để kiếm trận hòa, giữ vững vị trí hiện tại. Tuy nhiên, Hùng Dũng dự đoán kịch bản đó sẽ không xảy ra. Anh cho rằng phòng ngự không phải là sở trường, điểm mạnh của Indonesia nên khó có khả năng họ lùi đội hình, chịu đấm. Thêm nữa, họ vừa nhập tịch hàng loạt cầu thủ, lại mới thắng Việt Nam 2 trận liên tiếp thì khả năng cao sẽ không chịu chơi kiểu cửa dưới. Rất có thể Indonesia vẫn chọn lối chơi đôi công. Tuy nhiên, Dù đối thủ chơi với bất cứ chiến thuật nào, chúng tôi cũng đá hết mình, chơi với tất cả những gì mình có. Dù còn 1% hy vọng, Việt Nam cũng sẽ nỗ lực. Chúng tôi không bao giờ được phép từ bỏ khi đang khoác trên mình chiếc áo tuyển. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.